Đây là món gà nấu sả ăn với bún rất là đơn giản nhưng ăn ngon miệng lắm nha cả nhà. Có lần về miền Tây đó, được đãi cái món gà ta nấu với sả ăn bún mình thích lắm luôn, ăn kèm với rau sống. Hôm nay Mai Lương sẽ chia sẻ lại cách nấu đến cả nhà mình, nhưng không có phải là gà ta mà là ức gà công nghiệp. Liệu để chuẩn bị nấu món gà nấu sả ăn với bún gồm có: đầu tiên là gà. Thường là mọi người hay ăn gà ta đúng không? Nhưng hôm nay Mai Rương nấu ức gà công nghiệp. Mình mua một cái ức gà 700g này, mình cắt nhỏ ra. Vì nhà mình có con nhỏ đó, cắt ra nấu cho con nó dễ ăn. Còn đây sẽ là hành tím băm nè. Sả và ớt. Bên cạnh nguyên liệu chính gà và sả thì mình có đồ gia vị nêm: bột nghệ nè, nước mắm nè, đường, bột nêm và tiêu. Để thịt gà thấm ngon hơn, bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào đây. Bột nêm nè, mình sử dụng cái muỗng này đi. Mình cho một thìa bột nêm vào đây. Đây là đường. Mình cho một thìa đường vào đây luôn. Tiêu. Tiêu thì mình sẽ cho một cái muỗng cà phê nhỏ nhỏ này nè. Bột nghệ. Đây là bột nghệ này, mình sẽ cho ít thôi để tạo màu vàng và ăn nghệ cũng tốt cho sức khỏe này. Và nước mắm. Mình sẽ cho vào đây. Một muỗng nước mắm này. Hành tím mình băm nhỏ ra, mình sẽ cho khoảng một nửa, hai củ hành tím này. Còn một nửa nữa chút xíu mình sẽ phi cho thơm để mình xào chung với thịt phần thịt gà này. Còn đây là sả. Hôm nay mình sẽ để sả như thế này. Sả mình mua ngoài chợ người ta cắt sẵn đó. Rồi còn như đây chút xíu là mình sẽ phi cho thơm luôn. Và bây giờ mình sẽ trộn đều các gia vị này lên. Thơm lắm luôn. Thịt gà mau thấm lắm. Mình ướp chừng 15 phút đến 30 phút là mình nấu là được rồi. Đó, thơm ngon rồi đó. Mình cho hành với sả vô mình phi luôn. Mình sẽ xào gà cho phần thịt gà nó săn lại. Để thịt gà nó dai nó ngon hơn đó, mình sẽ xào gà cho gà chín và gà săn lại như thế này nè. Chút xíu nữa mình sẽ đổ nước sôi vào, mình nấu sôi lên là mình sẽ ăn được. Vì cái gà này đó, mình mà nấu lâu quá gà nó sẽ bị bở, bị mềm. Mình sẽ nấu một bình nước sôi khoảng 1,7 lít á. Mình đổ vào đây. Mình sẽ vớt phần bọt này đi nè. Phần nồi nước dùng cũng sôi này, bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào đây. Mình sẽ cho vào đây một muỗng bột nêm. Thêm một thìa nước mắm nữa.
cho vào đây khoảng một muỗng đường nữa, một chút xíu muối nữa cho đậm đà, một chút thôi các bạn, đừng như đây muối nè. Mình cho bột nghệ đó, nó hơi vàng vàng, cái nước của mình nó sẽ vàng vàng như thế này nè. Nêm lại xem vừa ăn chưa. Cho thêm một chút xíu muối nữa đi. Rồi. Mình tắt bếp luôn. Để ăn nó không bị sạm bởi xả đó, mình sẽ lọc cái phần nước trong này. Đây là phần gà nấu sả nè, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Thêm một dĩa rau, còn có thêm bún nữa. Mình sẽ múc cho tô như thế này, quá hấp dẫn luôn. Rồi, sau đó mình sẽ cho một ít hành ngò vào đây. Đây là tô của con trai không có ăn rau. Ăn cái món này kèm một dĩa rau sống như thế này quá đã luôn. Sẽ cho rau xà lách vào trong cái tô này. Thích ăn rau lắm cả nhà ơi, các loại rau hỗn hợp. Và đây là chén muối ớt với lá chanh đó. Mình sẽ nặn vào đây một miếng chanh nữa để mình chấm thịt gà mình ăn, thơm lắm, gà lá chanh ha, miếng thịt gà này. Thịt gà mình ướp nó thấm nó ngon lắm. Ngon quá chừng. Gà thấm đập đà ngon lắm luôn. Mình ăn kèm với bún nè. Ngon quá. Chúc các bạn thành công nấu cái món gà hầm sả này, rất là đơn giản, ăn rất là lạ miệng luôn đó. Xin chào cả nhà. Cái cách để nấu cái gà này ngon á, mình đừng có hầm kỹ quá. Mình sẽ xào cho thịt gà nó săn lại, nó rút bớt nước đi. Sau đó là mình sẽ nấu một nồi nước sôi, hay là cái bình nước sôi đó mình đổ vô, mình chờ nó sôi lên, mình nêm gia vị xong cái mình bớt, mình múc ra tô luôn, rồi mình ăn luôn, như vậy nó ngon lắm.